Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Hoa Minzy vô tình để lộ bằng chứng sinh con. Đang gọi điện cho Đức Phúc thì con khóc eo e. Tiếng một em bé khóc trong điện thoại khi Hoa Minzy đang gọi điện nói chuyện với Đức Phúc khiến nhiều người tin chắc rằng tin đồn nữ ca sĩ sinh con là hoàn toàn có thật. Mới đây khi tham gia một chương trình, Đức Phúc nhận được thử thách gọi điện nói chuyện với chị gái Hoa Dâm Bụt, Hoa Minzy. Tuy nhiên khi Đức Phúc gọi điện nói chuyện với Hoa Minzy vài câu, thấy đầu dây bên kia xuất hiện tiếng một em bé đang khóc. Điều này đã ngay lập tức khiến nhiều người cho rằng tin đồn Hoa Minzy sinh con cho bạn trai đại gia là hoàn toàn có thật và tiếng của em bé kia chính là nhóc tì mới sinh của Hoa Minzy. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra bênh vực giọng ca sinh năm 95 và đoán rằng tiếng khóc đó có thể là của cháu Hoa Minzy chẳng hạn. Thời gian qua, Hoa Minzy vướng nghi vấn sinh con đầu lòng cho thiếu gia người Long An, Nguyễn Minh Hải. Một nguồn tin thân cận cho biết đã đích thân nhìn thấy nữ ca sĩ rời bỏ, đi ra từ khu phòng sinh của một bệnh viện quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi Diệp Lâm Anh sinh con và nguồn tin khẳng định Hoa Minzy sinh con trước Diệp Lâm Anh 1-2 ngày. Bên cạnh đó, thời gian qua, Hoa Minzy tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật, lại xuất hiện với vòng hai bất thường. Bộ dạng nhiều khi còn trông giống gái đẻ nên nhiều người càng cho rằng tin đồn phải đúng đến 90%. Song, nữ ca sĩ chưa tiện thông báo. Trong một lần gặp gỡ báo chí mới nhất, Hoa Minzy cho biết cô chưa có ý định kết hôn mà còn phải lo cho em trai. Em luôn luôn mong muốn nuôi em trai ăn học, công việc xong xuôi mới nghĩ đến việc kết hôn. Kết hôn với em cũng không quan trọng bằng việc mình sống cùng người mình yêu và hạnh phúc thế nào. Với cả, em cũng phải có hai đứa em mới kết hôn. Tình cũ của Công Phượng nói. Trong lời tâm sự của mình, Hoa Minzy không phủ nhận chuyện cô đã sinh con. Hoa Minzy kể về cuộc sống nhạt nhẽo phía sau hào quang sân khấu, được mệnh danh là cây hài của showbiz Việt và luôn xuất hiện vui tươi mọi lúc mọi nơi, trong đời sống của Hoa Minzy lại có nhiều góc khuất. Với trạng thái mới nhất trên trang cá nhân, giọng ca miền quan họ đã khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên khi trải lòng về cuộc sống có phần nhạt nhẽo đằng sau ánh đèn màu. Giọng ca họ Nguyễn tâm sự, nhiều người vẫn hay nhầm tưởng về cô, họ suy nghĩ mặc định một cô gái vui tươi như vậy, ắt hẳn sẽ có nhiều mối quan hệ bạn bè. Trên sân khấu, nữ ca sĩ muốn mang lại tiếng cười cho khán giả, nhưng phía sau hậu trường, cô lại là một người yêu thích sự yên tĩnh. Mình không có nhiều mối quan hệ để hẹn hò cà phê hay đi chơi tán gẫu đâu. Mình rất thích làm mọi người cười, nhưng cuộc sống mình thì nó khá là đơn giản, hoặc đối với nhiều người nó còn tẻ nhạt. Hoa Minzy chia sẻ, nói về sự tẻ nhạt mà không nhiều khán giả nhìn ra, ngôi sao gốc Bắc Ninh kể, nếu không phải đi diễn đi làm, thì mình chỉ thích ở nhà ngủ mà thôi. Thật sự là chỉ thích ở nhà ngủ. Mình có 1-2 mối quan hệ bạn bè anh em, lúc nào ra đường cũng chỉ đi với họ, đi ăn đi uống lúc nào cũng là những nơi quen, gọi các món thân quen, bởi vậy đôi khi hẹn nhau ra chẳng cần nói, tự động kêu các món luôn. Mặc dù là người nổi tiếng, song nữ ca sĩ lại chẳng hề biết đến những kiểu cách ăn chơi, thú vui tiêu khiển như nhiều ngôi sao khác. Cô không biết uống rượu bia, càng chưa nói đến việc sử dụng chất kích thích để tạo cảm giác ảo. Mình chẳng biết uống bia rượu, dùng chất kích thích nên càng không tụ tập các điểm chơi của dân chơi đó. Rảnh cái là đi du lịch, mà đi tiêu chí của mình là nghỉ ngơi, nên du lịch cũng ngủ đến trưa chiều tối mới đi chơi. Hoa Minzy trải lòng. Nhìn nhận sự khác biệt về bản thân đằng sau ánh đèn màu, giọng ca Thư Chưa Gửi Anh cho hay, cuộc sống nghệ sĩ hâm hâm điên điên bao nhiêu, thì cuộc sống bình thường yên bình và đơn giản bấy nhiêu. Khác với hình ảnh tươi vui quậy phá trên sân khấu, Hoa Minzy của đời thường là một cô gái có tính cách nghiêm túc và sòng phẳng. Nữ ca sĩ không có thói quen dờ vả và đặc biệt rất khó tính trong công việc. Mình cũng không hay dờ vả cho lắm vì tính mình khá chu toàn và thích làm chủ trong mọi vấn đề. Đặc biệt mình rất khó tính trong công việc, rất dễ cáu và chửi bậy. Cái gì liên quan đến công việc, liên quan đến tiền bạc là trả đủ không xin ai đồng nào, không hay mặc cả thiếu tiền thì vay, mà vay trả đủ từng đồng, chính xác thời gian nhất có thể. Cô viết, với tính cách tự chủ, Hoa Minzy đặc biệt không thích những ai đồng chạm tới cuộc sống của mình. Bởi vậy nếu ai không liên quan hay không giúp gì trong cuộc sống yên bình này của tôi, làm ơn tránh xa đừng lời qua tiếng lại. Hoa Minzy ăn Tết ở quê bạn trai thiếu gia. Dân mạng dấy lên nghi vấn, cặp đôi đã bí mật cưới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020,
Hòa Minzy chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh chụp cùng bạn trai Nguyễn Minh Hải. Trong ảnh, Hòa Minzy cùng bạn trai đều mặc áo dài truyền thống dân tộc, đứng tạo dáng cho một ngôi nhà khá giản dị, đơn giản. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, năm nay cô đón Tết ở miền Tây chứ không về Bắc Ninh cùng bố mẹ như mọi năm. Hòa Minzy tâm sự ngắn gọn, năm đầu tiên đón Tết miền Tây. Chia sẻ này làm dấy lên tin đồn Hòa Minzy cùng bạn trai đã bí mật tổ chức đám cưới từ trước đó. Vì theo phong tục của nhiều gia đình Việt, con gái đã lấy chồng sẽ đón Tết ở quê chồng chứ không ở gia đình nữa. Trước đó vào khoảng tháng 11 năm 2019, trên một vài diễn đàn bàn tán xôn xao về tin đồn ca sĩ Hòa Minzy đã bí mật sinh con đầu lòng cho bạn trai thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Cụ thể có người cho biết họ tận mắt chứng kiến Hòa Minzy vào phòng sinh của một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 7 năm 2019, Hòa Minzy cũng bất ngờ tuyên bố sẽ tạm dừng việc ca hát của mình lại để giải quyết một số việc riêng. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô hạn chế cập nhật thông tin của mình trên mạng xã hội. Thậm chí trong ngày cậu em thân thiết là Đức Phúc ra sản phẩm âm nhạc mới, Hòa Minzy cũng không xuất hiện khiến rất nhiều người đặt dấu hỏi. Thời gian này, Hòa Minzy đã thoải mái hơn khi đăng tải những hình ảnh và trạng thái mới trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian qua, Hòa Minzy dành nhiều thời gian cho gia đình. Cô đưa bố mẹ đi du lịch ở rất nhiều nơi, cả trong nước lẫn nước ngoài. Tháng 12 vừa rồi, Hòa Minzy cũng tổ chức một buổi họp fan tại Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.